một phần sự việc nhắc tới đã được người ngồi bên trong ô tô đổ gần đó ghi lại được. Trong clip, một nam thanh niên có cầm theo dao, dùng chém về phía một cô gái mặc giấy vàng nhưng không trúng, sau đó tên này tiếp tục đuổi theo một cô gái khác trên đường. Chứng kiến sự việc diễn ra trước mắt, nhiều người không khỏi hoảng sợ, lo lắng cho tình trạng của hai cô gái này. Được biết, sự việc vừa mới xảy ra ở cầu Dậu, Linh Đàm, Hà Nội. Nguyên nhân sự việc hiện đang rất được quan tâm trên mạng xã hội. Nam thanh niên cầm dao truy đuổi hai cô gái.